cái việc một trang vang đỏ lâu năm mở ra có cần là câu chuyện bình thường? Bạn em có một mở một chai vang mà khá lâu năm rồi, khi mở ra thì có cặn trong đấy, thì cho em hỏi là việc có cặn trong một chai vang thì đấy là bất thường hay là bình thường? À, thầy nghĩ là hiển nhiên là việc bạn em mở một chai vang mà để lâu năm nó là một chai vang đỏ, và cái việc một trang vang đỏ lâu năm mở ra có cặn là câu chuyện bình thường. Vì tại sao? Cặn của rượu vang còn gọi là sediment, và sediment trong rượu vang nó là cái việc mà có coi như là đầu tiên là chất tannin trong vang đỏ, cái tủa nó kết hợp cùng với lại vi khuẩn lên men nó bị chết, tất cả những cái quần thể nó tụ với nhau và cuối cùng nó tạo thành cặn. Hiển nhiên là khi em nói là một chai vang lâu năm thì phần lớn các chai vang đỏ lâu năm là nó có khoảng thời gian từ 10 cho khoảng 15 năm thì mới gọi là chai lâu năm. Còn đối với lại trường hợp vang trắng thì hiển nhiên là cái việc mà có cặn nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Tôi là chuyên gia tô Việt, người kể chuyện vang.